Hi, xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay là ngày 29 tháng 12. Bây giờ là 9 giờ sáng ở bên Anh đó mọi người. Thì hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi. Tuyết rơi trắng xóa luôn mọi người ơi. Nó rơi vào tối rồi hay sao, mình đang ngủ nó rơi á. Đây là ngày đầu tiên tuyết rơi mọi người. Đây là ngày đầu tiên tuyết rơi. Một vùng trắng xóa. Đây là ngày đầu tiên tuyết rơi ở Anh, ở khu vực mình ở đó là Oxford Wakefield nha mọi người. Còn ở những khu vực khác thì mình không biết, có lẽ những mỗi khu vực nó sẽ khác nhau á mọi người. Hình như là ở bên ngoài á, là mấy đứa trẻ nó thấy tuyết rơi nó cũng khoái lắm, nó thích đó mọi người. Để mình quay lại. Trời ơi, nè nhìn hoa nè, tuyết phủ lên những cái bông hoa, phủ trắng những bông hoa luôn. Chân của mình nè. Thích thiệt á, có cảm giác như mình đang đi trên cát đó mọi người. Đó, ở bên kia là có mấy đứa bé đó. Bên này là sân bóng đó mọi người. Sân bóng bị phủ sáng trắng xóa tuyết luôn rồi. Trẻ em người Anh cũng thích tuyết mọi người. Xe hơi đồ là để ngoài trời là coi như là phủ tuyết trắng xóa luôn. Đó. Người Anh người ta rất là thích chơi đá banh đó mọi người. Cho nên là hầu như sân bóng ở Anh rất là nhiều. Này là bước chân của mình nè. Đây là sáng sớm Michael đi làm á. Có dấu chân xe hơi từ gara đi ra nè. Dấu chân của Michael mở cửa, mở cổng nè. Lạnh quá mọi người ơi. Đây là dấu chân của mình nè. Ừ.
Dẫm lên trên, dẫm tiếp chứ ta. Đây. Cũng thích thiệt á. Thật ra tuyết này là vẫn chưa có nhiều đâu mọi người. Đây là ngày đầu tiên nó rơi trong trong mùa đông á. Ở Oxford nha. Đó, nó cũng chưa có nhiều lắm đâu. Vẽ hình cây bông á. Không ra hình gì hết trơn. Lạnh quá, lạnh quá. Thôi mình vô trong nhà mọi người ơi. Ở ngoài này lạnh quá. Video đến đây là kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem. Bye mọi người.